chào toàn thể các bác, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì anh Hưng ở Tây Hồ, Hà Nội thì cũng có đặt bên em một đôi loa JBL K512 đời 2019. Thì em cũng làm luôn một video để giới thiệu lại cho tất cả các bác về dòng loa JBL K512 này. Và cũng để thông báo luôn cho tất cả các bác là bên Hoàng Hà Audio chúng em đang có chương trình giảm giá, chương trình khuyến mại cho những cái dòng loa JBL K512 này. Đặc biệt với cái dòng loa JBL K512 đời 2019 này, bên em đang có chương trình giảm giá cực kỳ là sâu nhá. Giảm giá đến khoảng 700.000 cho mỗi đôi loa JBL K512 và chỉ áp dụng với 10 bác khách hàng đầu tiên và 10 bác khách hàng may mắn nhất, đã giảm từ 4.500.000 đồng xuống còn 3.850.000 đồng, giảm giá cực kỳ là sâu đúng không ạ? Đây là một trong những cái dòng loa đang được các bác rất là ưa chuộng trên thị trường. Những cái dòng loa bởi vì sao? Nó cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Một trong những cái dòng loa 3 đường tiếng chuyên để phục vụ hát karaoke hay là nghe nhạc tại nhà. Chất âm thì không phải bàn về những cái dòng loa này. Về hình thức bên ngoài thì khá là đẹp, đều là những cái đôi loa mà bên em đã tuyển chọn về cực kỳ là kỹ lưỡng nhá. Kể cả về hình thức bên ngoài hay là nội thất bên trong và chất lượng âm thanh cho ra, bên em đã tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Này, đôi khi về cái vỏ ngoài của nó đôi khi chỉ xước một chút thôi, nhưng mà nội thất ruột gan của nó không bị ảnh hưởng gì nhá. Chất lượng âm thanh cho ra vẫn cực kỳ là tuyệt vời. Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ qua cho tất cả các bác, giới thiệu lại về cái dòng loa này. Bởi vì dòng loa này thì bên em đã quảng cáo khá là nhiều cho tất cả các bác rồi. Và một lát nữa nhá, thì em sẽ tiến hành tháo nội thất của một đôi loa này ra. Em sẽ tháo, lần này em sẽ tháo cả hai loa ra nhá, tháo cả một đôi loa để quay về chi tiết nội thất bên trong của nó ra cho tất cả các bác có thể thấy được. Và vẫn là ưu tiên cho 10 bác khách hàng nhá. Nhanh tay và may mắn nhất, bên em sẽ giảm giá đến khoảng 700.000 đồng, từ 4.500.000 đồng xuống còn 3.800.000 đồng, 850.000 đồng cho mỗi đôi loa JBL K512 đời 2019, một trong những cái dòng loa cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời. Phía trước của nó này, logo JBL phát sáng này, JBL Entertainment, và nó được sử dụng 3 đường tiếng riêng biệt nhá. Trên đây thì có hai lỗ thông hơi. Bây giờ em sẽ quay một chút về phần đằng sau của nó đấy ạ. Phần đằng sau của nó này, JBL K512 K512 này, JBL này, tem đỏ JBL này. Và đây có cái phần cào để chống hàng giả này. Đây em sẽ cào ra một chút này. Đấy, phần cào ra chống hàng giả nhá. Và số seri khác nhau đấy ạ. Con này là 8822, số seri 8822 nhá. Và bên đây, số seri ở bên đây đây là 8811, số seri đều khác nhau trên mỗi vế loa nhá. R này. Và bên này là L này. Đấy, số seri khác nhau trên mỗi vế loa nhá. Nên là chất lượng âm thanh cho ra thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Giá thành thì đợt này bên em đang có những cái chương trình giảm giá cực kỳ là sâu để tri ân tất cả các bác. Những bác nào đang quan tâm hay là đang tìm hiểu về những cái dòng loa JBL K512 đời 2019 này thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng ngay. Sẽ dành cho những bác 10 bác khách hàng nhanh tay và may mắn nhất, sẽ giảm từ 4.500.000 đồng xuống còn 3.850.000 đồng. Giảm giá cực kỳ là sâu đúng không ạ? Chất lượng thì một lát nữa thì em sẽ test qua chất lượng âm thanh của cái dòng loa này. Các bác có thể thấy được chất lượng của dòng âm thanh này cực kỳ là đỉnh. Chất âm cho ra thì rất là hay. Bởi vì nó là một trong những cái dòng loa chuyên phục vụ để hát karaoke hay là nghe nhạc tại nhà. Hàng thì cũng đã được bên em tuyển chọn về, em cũng giới thiệu khá là nhiều rồi. Hàng thì rất là đẹp đúng không ạ? Hàng thì cực kỳ là đẹp. Những cái đôi nào mà xấu xấu một chút thì bên em sẽ bỏ ra để thanh lý giá riêng, thanh lý giá sẽ thấp hơn một chút nữa. Còn giá của những cái đôi này là hiện tại bên em đang giảm giá xuống còn 3.850.000 đồng trên mỗi cặp loa JBL K512 đời 2019. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đi test qua chất lượng âm thanh của dòng loa này cho ra nhá. Chất lượng âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Và các bác có thể đeo tai nghe vào để có thể cảm nhận được rõ hơn về chất lượng mà những cái dòng loa này cho ra. Cực kỳ là đỉnh đấy ạ. Rất là hay đúng không chỉ vui đêm này chưa vơi.
lầm trong đời. Em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Rất là hay đúng không ạ? Đấy là chất lượng âm thanh mà những cái đôi loa JBL K512 đời 2019 cho ra. Chất lượng âm thanh thì cực kỳ là tuyệt vời, phải nói là cực kỳ là đỉnh ý ạ. Với những cái dòng loa JBL K512 hàng bãi này mà bên em đã tuyển chọn về và sẽ có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ là lớn, giảm giá rất là sâu cho tất cả các bác, áp dụng với 10 bác khách hàng may mắn nhất và 10 bác khách hàng đầu tiên sẽ giảm giá từ 4.500.000 đồng với cái lô lần này nhá, 4.500.000 đồng giảm xuống còn 3.850.000 đồng, giảm giá cực kỳ là sâu đúng không ạ? Nên là bác nào có quan tâm về những cái dòng loa này thì có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể đặt hàng ngay. Và bây giờ em sẽ đi tiến hành tháo một đôi loa này ra để quay về chi tiết nội thất bên trong cho tất cả các bác có thể xem được nhá. Thì em cũng đã tháo toàn bộ nội thất ruột gan của đôi loa JBL K512 đời 2019 để quay về chi tiết rõ nét nhất về ruột gan của nó cho tất cả các bác có thể thấy được nhá. Đây là một trong những cái dòng loa được sử dụng 3 đường tiếng riêng biệt, một bass 30, một trung và một chép cho ra chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Nội thất của nó đấy ạ, bass này. Bass thì có số seri này. Đây, hai bass thì đều hai số seri nhá. 8860 này và bên này này. 8855 này, 8855 số seri đều khác nhau trong bass, số seri bass thì cũng đều khác nhau nhá. Và trên đây thì đều có logo đỏ, đều có tem đỏ của JBL đấy ạ. Đều có tem đỏ JBL này. Đây, chung này, chung có đầy đủ tất cả các thông số này, lô JBL này, tem đỏ này, 5W 8Ω. Đấy thì nội thất của nó thì đây ạ, nội thất của nó nhá, phân tần này, trở về nick chữ đỏ này, các con tụ Zontech này, phân tần đấy, đây toàn bộ phân tần nhá, bông tiêu âm đây. Đấy thì bên này cũng vậy. Đây là một đôi loa JBL K512 mà em đã tháo, hôm nay thì em đã tháo cả một đôi rồi nhá, tháo hẳn một cặp rồi nhá. Chứ mọi hôm, tất cả những cái video trước hay là mọi khi thì em chỉ tháo có một vế ra để quay chi tiết nội thất cho các bác xem thôi. Dây này, dây xoắn này và được bảo vệ trong mỗi những cái đầu nối này, những cái đầu tiếp nối này thì đều được bảo vệ bằng một cái lớp silicone, một cái lớp cao su ở ngoài. Rất là chắc chắn đúng không ạ? Này, các bác có thể thấy được bass 30 nhá, chung và chép, chép kèn của nó đây. Chép kèn có logo JBL này, logo JBL này, đấy. Chất âm thì cực kỳ là tuyệt vời. Và chỉ dành cho 10 đôi, cho 10 bác khách hàng may mắn nhất và nhanh tay nhất sẽ giảm từ 4.500.000 đồng xuống còn 3.850.000 đồng, giảm giá cực kỳ là sâu đúng không ạ? Nội thất ruột gan thì em cũng đã đập ra quay chi tiết nhất rồi, nội thất ruột gan của nó thì đây. Và chất lượng âm thanh các bác có thể cảm nhận được ở cái đoạn tiết nhạc em đã tiết nhạc vừa rồi nhá. Đây, nội thất này, bass này, lòng bass này. Tất cả là với những cái đôi loa JBL K512 mà các bác đặt hàng bên em thì bên em hoàn toàn bao zin và bao kiểm tra hàng, test hàng trước khi thanh toán nhá. Khi các bác nhận hàng, các bác có thể tháo ra để kiểm tra và kiểm tra chất lượng âm thanh xem có đúng như những gì em quảng cáo không, em đã nói trên kênh hay không. Thì các bác nếu mà không giống như hàng mà em quảng cáo hay là em đã nói trên kênh thì các bác quay đầu hàng lại về cho em nhá. Bên em sẽ chịu hoàn toàn tất cả những trách nhiệm về những cái đôi loa JBL K512 mà bên em gửi đi cho tất cả các bác trước khi nhận hàng, trước khi các bác thanh toán, được kiểm tra, được test hàng trước khi thanh toán. Đấy, hàng rất là đẹp đúng không ạ? Nội thất ruột gan của nó thì đây, tất cả là đều bao zin cho tất cả các bác rồi, đã bao zin tất cả các bác nhá, và bao kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì đấy là những đôi loa JBL K512 đời 2019 và những cái chương trình giảm giá, chương trình ưu đãi giảm giá cực kỳ là sâu, dành tặng cho 10 bác nhá, giảm giá từ 4.500.000 đồng xuống còn 3.850.000 đồng, giảm giá cực kỳ là sâu đúng không ạ? Thì bác nào có quan tâm về những cái dòng loa này thì có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể đặt hàng ngay nhá. Xin chào toàn thể các bác.